chào các bạn đến với Cơm Quay TV. Chào cả mọi người nhá. Xin chào các bạn nhá. Các bạn thấy cái hồ này rộng không? Lạnh quá. Hồ này cực kỳ rộng các bạn nhá. Hôm nay là một vùng đất mới anh em mình đến đây để nói chung là vừa trải nghiệm vừa khám phá ẩm thực các bạn ạ. Đúng rồi. Thì hôm nay thì anh em Cơm Quê bỏ núi về biển đấy các bạn ạ. Hiện tại anh em tôi đang có mặt ở Thanh Hóa. Biển đây là chỗ Sầm Sơn. Sầm Sơn Thanh Hóa các bạn ạ. Lần đầu tiên được thấy biển anh em thấy. À bên Lào không có biển. Đúng rồi, không có biển. Lần đầu tiên thấy biển. Cảm giác thế nào? Lần đầu tiên thấy biển cảm giác thế nào? To nhỉ, đẹp. To. Cao say nhá. Mang bikini đi để tắm chưa? Đây là lần đầu tiên anh thấy biển đúng không? Lần đầu tiên mình đi qua rồi nhưng mà mình chưa xuống, chưa chạm vào nước biển lần nào. Mấy anh em xuống chạm thêm. Tí nữa mình sẽ mang mấy chai nước biển về. Đẹp quà nha các bạn ạ. Chơi Tài. Đúng rồi, hôm nay thì có vắng mặt anh Tài thì anh Tài. Đúng rồi, Tài thì không đi được bận việc nhà. Mang quà về cho anh Tài các bạn ạ. Ôi. Tạo bất ngờ. Chưa bao giờ thấy cái chưa bao giờ thấy cái hồ nào mà nó có cái sóng nó to như thế này. Đi xuống rửa chân nào thì. Đi anh em mình xuống gần biển đi. Đâu, xuống thì lần đầu tiên anh mà. Ôi. Những bước chân đầu tiên đến biển. Xuống cái sóng. Ở đây là không phải khu bãi tắm mà hiện tại là anh em mình đang đi cùng với cả đội bóng của mình cơ. Thế nên là chắc là hành trình mình sẽ đi cùng luôn đội bóng. Thế nên là cái khu vực này là khu vực của mọi người thuyền chài, các bạn nhìn xa xa kìa kìa. Là mọi người đi câu mực. Mấy cả đánh cá đấy. Còn khu bãi tắm là khu khác cơ. Xuống tắm đi kỵ. Hả? Xuống tắm đi. Không biết rồi. Bây giờ thì cố gắng bay flycam để ngắm biển chút nhờ. Ok. Cố gắng thử bay chút flycam các bạn ạ. Sợ gió không bay được ấy. Sợ gió quá to thôi. Ok, ngắm biển một chút, cũng có mua tí quà đấy anh em ạ. Cầm một cái nào. Đây là mua ít cá chỉ vàng với cả cá thu. Mua ít để anh em triển khai dần dần. Đúng rồi. Triển khai là anh em đam mê bia, thế nên là mua. Bây giờ thì sẽ đi ăn cơm trưa. Chiều nay sẽ có một buổi giao lưu với cả anh em Thanh Hóa là đá bóng các bạn ạ. Chiều các bạn sẽ được còn giao lưu tiếp tục trên bàn nhậu. Xem tối nay có những xem Thanh Hóa có những món gì đúng không? À, đây là tập thể đội bóng của anh em mình nhé. Đây là bạn Dương, bạn chúng ta đón anh em mình. Không, đây là anh Quân. Anh Quân thì cùng đội bóng mình rồi đấy bạn Dương. Thì bạn ấy là chủ nhà. Chủ nhà thì hôm nay tiếp đãi anh em mình không biết là có được cái gì đâu. Nước à? Hẹn anh em Thanh Hóa chiều nay trên sân bóng nữa các bạn ạ. Ngồi mới trên bàn nhậu. Okay, bây giờ chuẩn bị đi ăn cơm trưa các bạn. Sau khi mà vừa bạn ấy đi ăn cơm về các bạn ăn cơm bình dân nên anh em tôi không quay lại.
giờ là được về chỗ nghỉ ngơi rồi. Anh em mình nghỉ ngơi tí, trong chiều anh em mình lại chuyển tiếp các bạn nhé. Đây là FLC Sầm Sơn. Villa rộng sau biển các bạn em. Rộng thực sự. Anh ngó gì đây? anh cứ ngó các bạn ạ. Đấy, giờ thì lượn vòng quanh check-in ở đây rất là đẹp. Chụp ảnh đi. Rồi, rất là đẹp. Một khu nói chung là rộng. Rộng thực sự. Nhiều cái villa, đây là villa sau biển anh em mình đang ở đây. Đi vào đi. Xem phòng ốc nào để nghỉ ngơi. Ui, ở đây có cả bể bơi đấy anh em nhá. Nhưng mà nhưng mà cái mùa này anh em mình đi không phải là mùa du lịch, nó hơi lạnh nên là đâm ra là không bơi. Lạnh không? Không sao cả, anh điên anh có đá bóng đâu. Này ở chỗ quê mình nó không giống thế này nhở? Ở trong bản mình là chỉ có cái ao bên cạnh nhà thôi. Không, nhưng mà tháng nay anh em mình nhìn thấy cái hồ ấy không nhận rộng thật, không thấy mở đâu. À, nếu mà mai có cơ hội anh em mình cũng sẽ thuê ấy nhở, thuê cano đi ra, thuê thuyền đi ra biển. Mà có cơ hội được đi câu mực 3 đêm nữa thì tuyệt vời. Ra rừng có say sóng không các bạn ạ? Say. Đúng không? Đi vào nhà. Anh em mình xem phòng ốc đi nào. Villa này có khoảng 9 phòng ngủ các bạn ạ. Ok đấy nhở. Anh em nhìn với bạn. Không, ở đây rộng hơn nhà mình. Anh thoải mái. Hôm nay đi cùng đội bóng nên là nhiều các thanh niên trẻ trâu đó các bạn. Đây là trẻ trâu nhất đội. Sang gái nhất đội, sang gái nhất đội các bạn nhỉ. Đi. Lên lấy phòng để chiều nay còn tiếp tục đi khám phá Thanh Hóa. Đi gọi mọi người đi. Xong rồi. Anh em lên tầng 3 chọn hai phòng. Đây. Ai. Thấy chưa, cái tội chưa? Phòng ốc. Coi ok đấy. Đây là okay. Cái tủ lạnh đấy. Không, bên phòng này không có nhỉ? Có chứ. Có mà. Phòng nào cũng có nhưng mà mở ra không có gì. Không có. Mở ra không có gì đâu. Mình không có tủ lạnh đâu. Đây là phòng của em Tuyên. Em Tuyên ở phòng này. Còn Kito và anh Niên ở phòng bên này. Các bạn ạ, phòng của đàn ông ấy với phòng của con gái ấy, phụ nữ khác hẳn nhau này. Quần áo vừa ngủ. Dọn đi. Tôi nhận rộng nhỏ. Ở đây họ thiết kế một cái villa, một căn nhà rất là nhiều phòng, 9 phòng liền. Mà mình đang ở phòng bên kia với anh em đội bóng thì cái phòng đấy nó còn dành cho 4 người cơ. Rộng hơn. Chịu đấy các bạn ạ. Kỵ. Lý do tại sao kỵ lề mề các bạn ơi. Ôi, kỵ à? Lúc là tắm tắm thôi. Tôi chịu ông rồi đấy. Bây giờ thì anh em mình sẽ nghỉ ngơi chút nhỉ. Nghỉ ngơi chút rồi chiều các bạn sẽ được xem tài năng bóng đá của mình. Nói chung là hay nhất cái tỉnh Tuyên Quang các bạn ạ. Chiều nay mình sẽ giao cái phần camera men cho em kỵ. Không phải anh Niên đâu mà em đấy. Sau thời gian nghỉ ngơi buổi trưa anh em ra sân bóng rồi đấy. Đây sẽ giao lưu với đội anh em Thanh Hóa đây. Đội mình áo hồng tím. Mình thì đá giỏi chắc là được xếp đá chính nữa các bạn. Nếu mà không có gì thay đổi ấy. Nếu mà thay đổi thì lại ngồi dự bị ở đây. Tí nữa ông cầm máy quay nhá. Để thay len cho kỵ mấy mọi người ngồi đây chiêm ngưỡng chắc chưa bao giờ xem mình đá bóng. Đúng rồi rồi. Câu thì nếu mà không được thưởng đội không, đội trưởng mà không xếp cho đá ấy, thì lại ngồi đây thôi yên tâm. Nhờ anh Liên anh ấy sỏ cái dây giày nhưng mà mỗi người sỏ một kiểu đấy. Mình thì sỏ kiểu này, anh sỏ kiểu này. Tí tuột ra là tại anh đấy. Mỗi chân đá một khác nhau. Nhìn ra dáng cầu thủ chưa? Từ đầu này. Anh tập rồi. Nghĩ là không tập. Không phải, ok chuẩn bị vào sân nhá. Đá phạt với đá bên đấy. Đấy, đây là đội hình của bên Tuyên Quang mình các bạn nhá. Đấy, đội trưởng khu dự bị Mạc Hồng Quân. Chán em thật đấy, không xem kênh của anh à? Đấy các bạn ạ, anh em của mình chơi rất là thân thiết các bạn nhá. Không bao giờ ủng hộ kênh của mình.
Không bao giờ thử xem. Sau khi mà giao hữu trận bóng xong rồi, anh em mình đã quay trở lại biển chơi, anh em nào tắm tắm mà đúng rồi. Ui kìa kìa, hôm nào mà có cơ hội anh em được đi cái thuyền kìa kìa, đi câu mực nhỉ, quá tuyệt vời. Được, không biết liên hệ ai. Tôi lần này thì chưa được, thì không biết anh em nào ở Thanh Hóa mà có đi biển đi câu mực câu cá thì có lời mời anh em tôi lại xuống đi trải nghiệm, quay lên cho các bạn cùng xem. Lâu lắm rồi, không phải lâu lắm, nhầm, cứ bảo lâu lắm, lần đầu tiên đưa ra biển cảm giác thoải mái như này. Anh em xuống bơi đi. Anh Niên cầm cát với ở nước biển về đi thôi, có gì nữa. Đây, con sò sống nguyên này các bạn này nha. Cái chú mượn đi. Con ngao chứ. Con ngao. Đây này này. Ui, mạnh ra tít đằng xa kia rồi kìa. Ok, đợi tí. Bây giờ đến buổi tối anh em tôi được dẫn đi ăn đây. Đây là khu vực cái phố mà cũng gọi là phố đi bộ à? Với cả rất là nhiều hàng quán ăn. Nhiều khu vui chơi nữa. Đấy đấy, cậu em tôi nhìn có vẻ lạ quá, cứ phải nhìn các bạn ạ. Đây, hôm nay thì anh em mình sẽ đi theo mọi người vào trong nhà hàng để xem đây mọi người chiêu đãi mình cái gì nhé. Đúng rồi, hôm nay xem có món gì. Đây, nhà hàng Thanh Hợi rất là to à. Vâng ạ. Vâng vâng. Đi, bây giờ anh em sẽ vào nhà hàng. Nhìn khá là to ấy. Đây, lên nhà hàng rồi. Ra mâm ngày ngồi. Ừ. Không biết có món gì đây. Đây, vào mâm đã thấy có vẻ đồ biển đấy rồi. Hải sản các bạn nhá. Cá nướng, chắc chắn rồi. Mực mực này chắc chắn tươi, mực này chắc chắn là tươi hơn ở trên núi của mình. Mắc bò này, cá này thì cá lăng, tôm nhiều. Đợi người nước dùng nữa các bạn ạ. Đây là món gì đây, mở ra xem nào. À, không phải cái này là ở trong nữa, kiểu gì thì em kỵ với anh Niên thì cũng méo rồi. Đúng rồi, đi giao lưu mà. Về Thanh Hóa thấy anh em Thanh Hóa thế nào? Anh em Thanh Hóa rất là hòa đồng, chăm sóc anh em ở trên Thanh Hóa rất là chú đáo. Không phải như kiểu mọi người nói, thật là nhiều anh em định kiến bảo người Thanh Hóa đến kia, nhưng mà không phải các bạn nhá. Đến đây chơi mọi người tiếp rất là nhiệt tình và nói chung là rất là thân thiện. Chơi đẹp nhờ. Ông trái hiếu gì ông cũng gật. Mấy anh em bảo cơm nhưng không phải. Giỏi rồi. Đây là đồ cuốn để ăn cá nướng, bún với cả dứa với cả một chút dưa chuột. Cá lốt được mà, cá lốt. Cá lốt. Cá lóc.
rồi là cà lốt. Nước sôi, lẩu đến. Gà, rượu. Rượu mà, ăn léo thì mà ok. Lẩu gì đây? Lẩu hải sản các bạn nhé. Kiểu chắc là chua canh. Dễ ăn với hải sản đúng không? Giờ phải đợi mọi người vào chuẩn bị đã. Cảm ơn anh em. Mọi người đến giờ khui hàng đi. Mời anh em các bạn về đi. Mời các bạn. Trên núi mình cứ dùng tay các bạn ạ. Cá lóc nướng giấy bạc. Ô, con này là con cá gì ấy chứ? Không phải cá lóc đâu chứ. Con này con cá gì? Lóc. Cá lóc à? Không phải cá gì đâu. Nướng khác nhỉ? Sa tế. Cá lóc nướng sa tế. Con bên này có vẻ là sẽ rõ cái hình dạng hơn. Ừ. Ui giời ơi kìa. Cá này. Em là nhà làm quán nhà hàng ăn thì em đánh giá thế nào về cái đánh giá của em thì được con cá này được. Nhìn nó cũng không ra hình con cá lắm. Nhưng không sao, em nghĩ là vị nó sẽ ngon. Mọi người cùng thử đi. Đây là ông chủ con ở trong nhóm đội bóng của mình, là ông chủ con các bạn ạ. Chủ một nhà hàng nhưng mà bố làm chủ, còn bạn này thì chưa. Vậy để em thử trước đi. Được, vụt đi em. Để em thử trước đi xem nó có độc không. Cá. Cái gì cũng đúng nhỉ, quan trọng nhất rõ ràng là phải cá rồi. Em mà là anh để sẽ thưởng thức không cuốn các bạn ạ. Mình chấm với một chấm của rồi. Hay quá, không cuốn. Quán ạ. Hay quá Trọng ơi. Con ta mọi người ạ. Mọi người vẫn ổn. Ngon lắm các bạn ơi. Ướt quần rồi. Thực sự ngon. Không sao. Em cũng đã đủ. Cái cốc này coi như là nháp à. Thôi mày nói tiếp đi. Đấy, em mình vừa đang chém gió nhưng mà cuối cùng làm vỡ cái cốc rồi. Mọi người nhìn mình ăn một lần thôi nhá. Dạ dạ, đây là chấm này. Chấm ngay sao này. Đúng rồi. Chấm là phải chấm ngập vào. 11-2. Ăn là phải ăn miếng to. Thật em mình có năng khiếu luôn đấy các bạn ạ. Ừ. Nấu ăn ngon lại còn vừa tự tin khoe cá tính ấy chứ. Mỗi tội không có người yêu. Có người yêu chưa? Ý lòi ra giống anh. À, hai... Để cho anh. Vụt đi em. Xem cá nướng kiểu này có ngon hơn cá nướng kiểu Lào không? Ok. Anh em làm review ẩm thực quê mình anh ạ. Mình về nhé. Lấy thêm cà nữa bên đấy nhá. Thế nào? Nó giống ở quê mình không? Không giống đúng không? Ở đây từ hôm qua thì mình thấy là mọi người ở đây có vẻ ăn cái vị ngọt là nhiều hơn ở chỗ mình. Món ăn ngọt đúng không? Ngọt kiểu vị đường đường. Cá này có ngọt không? Cũng ngọt à? Ngồi thả lẩu đi, thả lẩu. Anh Niên thả cả mực nữa à? Cho mọi người thưởng thức. Tôm. Tôm nổi rồi các bạn ơi. Nhưng mực ấy mình thấy có vẻ món mực đây là tươi. Tại ở trên núi mình thì mực về toàn đông lạnh thôi. Ít khi có con mực tươi lắm. Tươi luôn, cái này nó hơi trơn nhưng mà gắp cẩn thận. Ui, mình không quen từng chỗ này rồi. Mình đứng trên núi rồi. Em gái tôm này có vẻ tươi đấy, chắc ăn cá bò luôn. Ăn cá bò á? Vụt luôn cá bò. Chấm nước này à? Phải nước chấm này không? Cái nào ra được? Cái nào cũng được. Tôm nha. Có nước chấm là được. Chúng tôi đây cơ hội đi biển đấy. Về bên Lào em ấy chỉ có biển báo giao thông thôi. Mấy cả biển số xe thôi. Không ăn uống anh ấy. Có chứ, anh vừa ăn uống mà. Đợi tí. Anh quay tí đã. Tôm mè tươi rất là ngon. Ngon. Ngọt hơn tôm ở chỗ mình nhỉ? Thế mà núi thì lại có đặc sản kiểu khác.
Hỏi đúng tôm tươi các anh ạ, bóc có vẻ được cả đầu các thứ này. Tôm tươi đấy anh ạ, có nhiều canxi chắc nhở. Anh ấy cực con luôn. Ăn đấy, ăn kiểu... Còn lại tí đuôi. Sạch rồi, mời các bạn nha. Tôm tươi ngọt mới bắt ra như là tôm lạnh đó. Đúng rồi. Tôm cả kể là không phải tôm đông lạnh mà mình để cả chuyển vận chuyển từ khu vực ở đây mà lên đến Tuyên Quang mình thì nó cũng sẽ bị yếu và ngộp, nó không được chắc. Anh em nào có mời xuống Thanh Hóa chơi thì lúc đấy là mọi người sau anh nhỉ. Cái này là niềm vui nhân ba đây này. Tích ba. Tích ba luôn kì. Tích ba. Chia 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 chia. Chia chia chia. Biết chia kiểu gì không? Anh không cho em hết đâu. Đấy. Chúng ta lại hai cái. Đi tạt đấy sao ấy. Không phải đâu, đấy là... Xanh xanh. Ớt xanh. Muối ớt xanh. Thế nào? Thế nào thì em ăn em không biết. Em đi ăn sau. Ăn sau. Sau khi mà ăn uống ở bên Thanh Hóa một đêm các bạn, bây giờ trên đường về. Trên đường về thì anh em mình sẽ rẽ qua Ninh Bình các bạn nhá. Ninh Bình thì nổi tiếng với cả thịt dê rồi. Dê, anh em mình hôm nay sẽ vào thưởng thức những cái món đặc sản về dê xem như thế nào các bạn nhé. Xem dê Ninh Bình khác dê Tuyên Quang không? Để thưởng thức ẩm thực ở Ninh Bình xem như thế nào các bạn. Anh đã ăn thịt dê ở Ninh Bình bao giờ chưa? Sắp cho tôi lên rồi. Đùa, em hỏi thật, anh ăn thịt dê ở Ninh Bình bao giờ chưa? Bây giờ mới vào thì chị... Đấy, các bạn ạ, mọi người không tin tưởng tôi. Rồi thì mai kiểu gì lên đúng cái đoạn này. Về Ninh Bình thì phải ăn đặc sản. Mà đặc sản Ninh Bình là gì các bạn nhé? Hiện tại anh em tôi đang có mặt tại nhà hàng... Nhà hàng dê. Quên mất ban nãy quay dưới kia, bây giờ lên đây quên tên rồi. Đặc sản. Anh á, để tí nữa anh ăn tiết canh nhé, em sang quay. Mọi người tập trung ăn một chút thịt dê, không biết là có những món gì đây. Chắc là cũng cơ bản kiểu các món như kiểu là ở vùng núi anh em mình làm thôi. Đây, có món cơm cháy chấm với cả tương. Mang tiếng là đi xả stress, nhưng mà đi chơi khoảng 2 ngày nay thì mọi người có vẻ quá sức rồi các bạn. Mệt không? Mệt, vui mà. Vui nhưng mà mệt. Bây giờ hiện tại đang đợi các món dê lên đây. Đi đồ ăn ra rồi. Dê xào, dê... Dê áp chảo. Dê xào. Ôi. Quyết liệt luôn anh em ạ. Dê xào này thì chỗ mình cũng làm, nhưng mà dê áp chảo này thì mình ở chỗ mình có làm không? Quán dê ở chỗ mình ấy cũng có đúng không? Ở đây chắc là đủ món đấy nhở. Ở đây có món táp dê không Hùng? ăn táp dê cũng ngon mà. Ông này hướng dẫn viên du lịch mà hơi kém các bạn ạ. Táp dê là gì? Không biết gì. Táp dê là cái món tái sống sống ấy. Đúng. Thịt sống. Gọi em có này. Táp không? Tương chấm tương. Táp không? Em à. Mọi người đây. Táp dê thủ quán dê. Táp dê sống ấy. Có. Cái gì đấy? Bên này con đang ngồi. Bên đấy ơi. Hôn môn à? Cái một dê sống đấy. Có. Rồi rồi. Đây là rồi các bạn nhá. Rồi dê. Rồi ruộn à? Anh em thử miếng như nào. Đây là một đĩa tái nha. Vâng, bên mâm này rồi. Một đĩa rồi. Bọn em. Vâng, bọn em ăn như kiểu thịt chó ấy. Ăn như thịt chó á? Ăn bùi bùi cái gì anh nhỉ? Nó chắc là kiểu sụn sụn à? Thế là không mình ăn quán nào miếng nào? Quán nó làm ngon như này. Chưa nó làm nóng tủ lạnh. Nắp vào ớt vào đi anh em. Lên nhà nắp vào ớt. Bây giờ tung cay tí nào. Ớt có cay đâu. Chắc là ớt ở đây đất không cay. Thế nào? Ok không? Có vẻ hơi lạ so với kiểu của mình thì phải. Không biết kiểu gì nhỉ? Không biết kiểu gì nhỉ?
món này ngon hơn đúng không? Vịt chiên. Vịt chao. Áp chảo. Chao. Gọi cái kiểu đấy. Đây là thịt dê kiểu gì nhìn giống thịt lợn này. Đây thịt lợn. Giờ để ăn cơm. Anh em còn chơi cả tiết canh nữa. Nhưng mà cách gọi của anh em mình khác nhỉ? Cái món táp dê mình gọi là, ở trên mình gọi là táp, là cái loại món thịt sống ấy. Ở đây thì gọi món táp dê mọi người không hiểu. Anh ơi quay lại rồi cái kia đi để à, quán vừa cho một cái bát này để ăn với cả cơm cháy các bạn ạ. Nhưng mà ăn cơm cháy hết rồi còn đâu đó mà. Mua cơm cháy rồi. Thôi được gọi đi ăn cơm cháy khác. Không có hướng dẫn sử dụng, anh em chấm mắm à, chấm tương ớt ăn sạch rồi còn đâu. Mới hỏi ra thì đây mọi người không ăn kiểu thịt táp mình các bạn ạ. Đây có món là nộm đấy, nó hơi gọi là tái tái thôi, trộn gia vị rồi. Chứ không ăn cái món thì, à kỵ cũng không ăn thì phải. Kỵ ăn. Kỵ có ăn không kỵ? Ăn thì lấy. Ăn thì lấy mà không ăn thì thôi. Cái cành dê vừa mới đánh đấy. Ờ, đây cho vừng ạ. Mà sợ, mà để nhường phần cho Sơn đấy. Mà nhường luôn anh ạ, mà ăn bán đầy tới canh mà. Phải lo. Để đây nghe mà. Chiến em ạ. Ăn không cần phải... Qua nào? Mình ăn không cần phải bắt canh luôn. Người nhà ăn toàn bắt to, cái này cục hai cục là hết. Sao đút đũa rồi. Hết cả bát luôn. Như thế nào tiệc tiệc kèn xì ở đây? Ma đấy. Mà biết là mình gọi hơi vội các bạn. Chưa từng làm cái đồng. Mấy đèn son mà. Mà đâu? Mà đâu mình tham ăn. Nói chung là nấu thì cũng tương tự thôi. Khác nhau cái là ở chỗ mình qua vừng. Đó là chỗ mình có táp đây. Ở đây có táp. Và ăn cái canh thì... Nào em uống đây. Nghĩa chị. Uống một cốc. Cái đây đưa anh cái xin cho mình làm ra cưa. Này anh ơi. Đây này. Chắc là ăn thì xong là cũng hết hành trình nghỉ. Chết đây này. Xả chết mấy ngày các bạn. Mình thì thấy nó nhận là đầu nhẹ đi nhưng mà người thì mệt. Cứ tỉnh cho là say không ạ, tỉnh say không ạ, tỉnh ngất trên tóc ngoái không ạ, lại ngất. Đấy, còn đi chơi mà, đi chơi thì mình thường thường là như thế. Những ngày gọi là chỉ có uống với cả ngủ, đi chơi thôi.